Tâm lại về con xe số tự động nha anh chị, số tự động 2019 Kia Rondo 7 chỗ 5 cộng 2 anh chị, số động máy xăng 2.0 bản đủ luôn á, bản này là đủ luôn nha anh chị, có Blue Control nè, có lẫy chuyển số thể thao nè, có cân bằng điện tử nè, có rất là nhiều tính năng nha. 4 thắng đĩa ABS mâm 17 inch, xe mới đẹp lắm anh chị ơi, rất là đẹp, sơn rin còn nhiều, và đặc biệt nhất là cái xe này là vỏ theo xe còn nguyên hết, chuẩn ở đô 60.000 nha anh chị. Một chủ mua mới, xe thì khỏi nói anh chị ơi, quá đẹp rồi. Cái này để cho anh chị là 440 nha, 440 Kia Rondo 2019 đó, xe 7 chỗ, 7 chỗ động cơ 2.0 mà mức tiêu hao nhiên liệu xe này không quá 8 lít nha anh chị, đâu đó chừng khoảng 7 lít à, mà cái máy chạy đã dữ lắm, chạy tuyệt vời luôn chị ơi. Biển số 70 Tây Ninh, màu sơn là màu bạc nha, đèn nè, mặt đèn mới tinh anh chị, mica đèn sáng trưng luôn, vỏ lốp theo xe hết, mâm đồ, nói chung là xe quá rin nha anh chị ơi. Gập gương auto và tích hợp xi nhan trên gương, xe thì khỏi nói rồi, được lên ghế da nha, nội thất là ghế da, có chế độ lái là eco và cộng hưởng đèn cao thấp, rồi gạt mưa tự động, đèn tự động nhiều tính năng quá anh chị. Gập gương auto nha, kính bấm auto nè, gập gương auto nè, kính chỉnh điện hết, xe quá ưng ý ha. Keo chỉ là tâm bao rin nha, 2019 nha anh chị, Kia Rondo 7 chỗ 2019, máy xăng, mức tiêu hao thì không quá 8 lít đâu, bảo đảm với anh chị là không quá 8 lít nha, nó hợp lý lắm, nói chung xe này đi xăng rất là hợp lý, và cái mức độ mượt mà của nó em nói thì khỏi chơi rồi, anh chị lên chạy anh chị ghiền liền, đã lắm. Có lẫy chuyển số thể thao, có Blue Control ga tự động, anh chị nhìn nhìn cái vô lăng là mình biết xe này có thật hay là giả nha. Cái vô lăng nó mới tinh nè, anh chị thấy không, cái vô lăng nó còn mới mới xanh luôn. Số này, màn hình cảm giác đầy đủ ha, cái ổ này là nó báo gạt mưa tự động nè, có giọt nước rớt lên kính là nó tự quơ cái gạt mưa, cũng hay anh chị. Đang đi qua Dũng Sình ha, cái xe mà dăng nước là gạt mưa nó gạt, mình chưa kịp gạt là nó gạt rồi, nó cũng hay. Máy lạnh này auto nè, máy lạnh rất là mát nha, mát rượi rượi luôn, xe đi ít đó nên cái chất xe nó còn đẹp dữ lắm, nhìn cái đèn là biết xe đi nhiều đi ít anh chị. Và vỏ lốp xe này còn rin theo xe hết, ghế da này cũng là của xe luôn nha anh chị, nhìn cái ghế này là mình biết xe có đẹp hay xấu nha. Đây là dàn ghế theo xe nè, tâm để cho anh chị là 440 2019 Kia Rondo 7 chỗ, máy xăng số tự động, đi nhẹ dữ lắm, Innova đồ là không có lái nhẹ bằng cái này đâu, cái này nó lái nhẹ dữ lắm anh chị, nhẹ hều luôn, nó nhẹ mà nó mượt lắm, từ tay lái cho đến cái mức độ mượt mà của cái động cơ nó mượt lắm. Tâm cũng có bán Innova số tự động nhưng mà Tâm thấy chạy á, thì Rondo nó chạy sướng hơn, chạy nhẹ dữ lắm, keo chỉ thì rin hết, ốc cửa ốc nẻo là chưa mở nha, táp lô táp bi rồi bao rin, chuẩn xe anh chị, chuẩn xe, vỏ lốp còn theo xe hết nha anh chị ơi, 2019 mà chạy chưa thay vỏ, vỏ cũng còn number one lắm. Coi cái đát lốp nó ở đâu rồi, mấy cái vỏ này là còn của xe hết nha anh chị, gai rồi cũng còn được lắm chứ không có quá mòn đâu, đây đây là cũng còn được, 60.000 xịn nha, 60.000, 4 thắng đĩa ABS mâm mà không có vết xước luôn, đèn trước là có đèn led nha. Biển số 770 Tây Ninh 21389, nội thất thì trần nỉ còn nguyên rin luôn, hai ghế sau này gặp lại thì mình có thể là chở đồ, còn mình bật lên thì chở 7 người nha anh chị, rất là thoải mái luôn, cái ghế nó mới tinh luôn nè anh chị thấy không, ghế này còn mới lắm, gầm bệ máy móc đồ, xe này miễn bàn, thuộc dạng xe đẹp anh chị, thuộc dạng xe đẹp chứ không phải là vừa vừa nha, keo chỉ là bao rin ha. Để cho anh chị nè, cái thùng này gập xuống là mình chở 5 người, còn ở sau là mình để đồ miên man luôn,
4 5 6 7 8 cái quali luôn. Vỏ này là vỏ theo xe nha anh chị. Odo chuẩn là 60.000 nha. Gầm bệ máy móc đẹp lắm, bô rồi mới tinh. Xe thì quá mới, quá hấp dẫn rồi. Này bên Tâm để cho anh chị là 440 bao hồ sơ. Vỏ lốp còn dày lắm chứ không đến nổi đâu. Vỏ lốp còn ok. Heo đĩa là còn mới nè anh chị thấy không? Đó mình nhìn heo đĩa này mình cũng có thể đánh giá được phần nào ha. Xe mới rửa nên cái đĩa nó hơi bị xét xét. Đem mà chạy vòng cái nó hết rồi nha anh chị. Mới rửa cái đĩa nó hơi bị xét xét xét. Còn heo là còn mới dữ lắm. Rồi anh chị coi nè. Nội thất rất là tươi và mới. Anh chị mua xe này đi là như ý rồi, nó không có hư vặt đâu. Và nó sửa chữa thay thế phụ tùng rất là dễ. Rất là dễ và rất là rẻ. Kia thì giờ nó mọc đầy ở Việt Nam, chỗ nào cũng có. Một tỉnh là mấy cái Kia vô đó mà thay thế, mà sửa chữa, mà bảo dưỡng. Chứ không phải những cái xe hiếm đồ. Thường là những cái xe thuận tiện cho người dân á. Tại đa phần là người dân là không có chuyên sâu về ô tô. Nên người ta mua cái xe nào mà thuận lợi sửa chữa cũng như là phụ tùng á, mà thay thế nó rẻ là người ta ưa chuộng. Thì những cái một trong những cái Kia, Xpander, Toyota, Innova rồi đó, Tâm hay làm mấy dòng đó, nó thuần dụng, nó thông dụng anh chị. Nó thông dụng, nó dễ sửa, dễ kiếm đồ. Giá cả nó hợp lý nữa. Từ giá xe cũng như là giá sửa, giá bảo trì nó hợp lý anh chị. Xe này full lịch sử bảo dưỡng nha. Hai chìa khóa còn đủ nha anh chị. Đẹp lắm. Nói chung là xe đẹp, xe này là trên 8 điểm anh chị ơi. Trên 8 điểm, từ 8 điểm rưỡi á. Xe ưng ý nha, nhìn chỗ nào cũng thấy vừa mắt hết. Màu sơn là màu bạc. Kia Rondo số tự động máy xăng, động cơ là 2.0, chạy được 60.000, sản xuất năm 2019, lăn bánh 60.000, gốc số là Tây Ninh, vỏ lốp còn riêng theo xe hết, đó, vỏ cũng còn khoảng 60% thôi, nhưng mà để vậy là nó mới giá trị chứ mình thay rồi cái nó khó tính nha anh chị, vỏ theo xe hết nè anh chị, còn đẹp dữ lắm, nè, nãy giờ tao chưa thấy cái đát nè. 07/2019 anh chị thấy không? Mâm nè, vỏ nè. Vỏ cũng còn được. Nói chung là không có quá dày mà cũng không có quá mỏng, chạy còn êm lắm. Đăng kiểm thì còn tới tháng 8/2025. Chất xe đẹp, máy mới lắm. Biết nãy anh chị thấy máy chưa, để Tâm dở cái máy lên cho anh chị coi nha. Mica đèn nó sáng trưng luôn. Xi nhan rồi còn mới nè. Được trang bị là ốp tay nắm cửa mạ chrome, ghế da theo xe. Viền che mưa, nó không có mấy đồng hết nhưng mà nó sẵn hết rồi anh chị. Thực sự là mấy cái trang trí nữa không có nhiều tiền hết nhưng mà nó sẵn sàng hết rồi. Thì mình về mình khỏi đầu tư nữa, khỏi tốn tiền nữa. Kể cả vỏ lốp cũng đang chạy tốt và đăng kiểm thì còn dài. Đồ chơi thì có sẵn rồi, có màn hình và có cam ve rồi. Còn riêng cái máy này anh chị chơi nữa thì khỏi nói luôn, cái máy mới lắm. Cái máy mới và rất là êm luôn, nó nổ im xịt luôn anh chị. Chị thấy không? Máy cỡ này có gì đâu mà phải lo. Máy quá chuẩn rồi. Cửa cốp cabo thì chưa có dấu hiệu tháo gỡ nha. Keo chỉ thì zin hết, khỏi nói rồi anh chị, xe chuẩn lắm. Cái này Tâm đánh giá là trên 8 điểm anh chị. Trên 8 điểm. Vừa ý và hài lòng với cái sản phẩm này nha, Kia Rondo. Đó. Số tự động. Đời 2019, lăn bánh đúng 60.000, full lịch sử bảo dưỡng và xe rất là đẹp. Nước sơn rin còn nhiều, keo chỉ rin hết không lỗi lầm. Gầm bệ máy móc động cơ hộp số là còn nguyên bản nguyên rin và rất là sáng. Gầm máy sáng trưng anh chị. Đất Tây Ninh nó tương tự như đất Bình Dương á, nên xe nó đẹp dữ lắm. Anh chị thấy cái sản phẩm này mà cảm thấy thật sự hài lòng thì hãy thả tim nha. Tim like, tim và chia sẻ. Nhắn tin gọi điện và hãy nhớ bấm nút đăng ký cho Tâm nha anh chị. Tâm luôn luôn chờ anh chị gọi điện nhắn tin để Tâm có cơ hội phục vụ anh chị nha. Xe tốt, chất lượng thì tuyệt vời. Cái xe này thì anh chị khỏi lo về mặt chất lượng rồi, nó quá tuyệt vời luôn á, chứ không phải dạng vừa anh chị. Và bên Tâm để cho anh chị với cái giá là
440 bao rút hồ sơ cho con Kia Rondo 5+2 7 chỗ, xe rất là đẹp, màu bạc. Nói về mức độ êm ái và mượt mà của em này thì khỏi phải chơi rồi anh chị ơi, khỏi phải chơi rồi, nó quá tuyệt vời rồi, đời nó lại cao nữa, 2019 mà chạy có 60.000 thôi đó. Thì anh chị đi tìm con xe đẹp thì đến xem con xe này nha. Còn xe vừa vừa thì hiện giờ Tâm chưa có con xe này thôi. Anh chị có nhu cầu mua ủng hộ Tâm thì liên hệ trực tiếp vào số hotline là 0917 215 512. Xem xe ở địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị. Có nhiều sự lựa chọn lắm chứ không phải có con xe này. Nhưng mà tầm tiền loanh quanh 400, hơn 400 mà có xe đời cao số tự động thì đây là một cái sự lựa chọn Tâm cảm nhận được rồi, cũng khá là phù hợp. Còn anh chị thì sao? Cứ cho Tâm xin biết ý kiến để Tâm tiện việc phục vụ nha. Cảm ơn anh chị và xin hẹn gặp lại.